quý vị, an cư mới lạc nghiệp. Câu nói này luôn thấm thía đối với những doanh nghiệp chật vật vì thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh. Và đây cũng là bài toán nan giải đối với nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng. Gần 20 năm nay, công ty Hương Quế phải thuê 11 căn nhà cấp 4 trong một khu hẻm nhỏ của phường Hòa Khánh Nam để sản xuất. Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 120m². Phần lớn các căn nhà không nằm liền kề mà xen kẽ giữa các nhà dân. Khoảng cách xa nhất giữa các căn nhà là 350m. Xong công đoạn này, công nhân lại vận chuyển sản phẩm sang căn nhà khác trong một con hẻm chật hẹp để tiếp tục làm các công đoạn còn lại. Trời nắng còn đỡ, trời mưa còn khổ hơn. Trước kia là có nghe giám đốc thông báo chuẩn bị có đất từ năm 2012 ấy để xây xưởng mới, thì chị em cũng cứ mong chờ là có được cái nhà xưởng cho nó thoáng mát để mà lao động cho đỡ vất vả. Nhưng mà giám đốc cũng trông chờ và chị em cũng trông chờ mãi cái sự chiếu cố của nhà nước ấy, mà chưa thấy được. Công ty Hương Quế cho biết vì không có mặt bằng sản xuất, năng suất hạn chế nên nhiều doanh nghiệp nước ngoài có dự định đặt đơn hàng lớn đã bỏ đi sau khi chứng kiến hoạt động của doanh nghiệp. Với nguyên nhân, điều kiện sản xuất chật hẹp, không thể tuyển thêm lao động cung ứng đơn hàng lớn và lâu dài. Điều này đồng nghĩa công ty Hương Quế đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cái khó khăn này là nó có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, khách hàng không đủ tự tin để giao cho mình đơn hàng lớn. Cái thứ hai, đẩy cái giá thành sản xuất nó lên cao. Bởi vì chỉ thấy có khoảng gần 80 công nhân lao động mà đến 11 cái căn nhà nằm rải rác trong khu dân cư này. Trong đó có những căn nhà cách đây khoảng 350m. Trời nắng nó có trời mưa nữa. Trên đây là một khó khăn và có thể nói là một khó khăn vô cùng. Mà làm chậm nhịp phát triển chúng tôi rất là nhiều lần rồi. Có những khách hàng từ Nhật đã sang đây đến lần thứ 3 rồi. Nhưng mà rút cuối cùng là không đủ năng lực, tức là không đủ mặt bằng để tuyển dụng công nhân để đảm bảo các đơn hàng. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Đà Nẵng, tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh là vấn đề tồn tại lâu nay, là nỗi khổ của nhiều doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn Đà Nẵng. Họ phải sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, không đảm bảo về môi trường và phòng chống cháy nổ. Nhiều doanh nghiệp đang mất dần thế cạnh tranh trong quá trình phát triển và hội nhập. Chúng tôi đã đề nghị cái vấn đề này với thành phố cách đây cũng gần 5 năm. Thì thành phố chúng ta cũng đã có quy hoạch, đã có các cụm công nghiệp, đã có khu công nghiệp. Tuy nhiên là cũng theo hình thức đấu thầu, nhưng cái vấn đề mặt bằng là quá nóng. Thì chúng tôi được biết là thành phố đã bỏ vốn ngân sách, đã đầu tư được cái cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là không biết tới ngày nào là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể thuê đất được ở trong cụm công nghiệp. Ngoài những khu công nghiệp, Đà Nẵng đã có chủ trương xây dựng 4 cụm công nghiệp mới, gồm cụm công nghiệp Hòa Nhơn, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Nam và cụm công nghiệp Cẩm Lệ để bố trí đất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, đặc biệt là các cơ sở nằm trong khu dân cư cần phải di dời và bố trí tập trung để ổn định và phát triển sản xuất, khắc phục các vấn đề về ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Thế nhưng, tiến độ triển khai vẫn còn rất chậm so với yêu cầu đặt ra.